Hello các bạn, Cà So TV. Hôm nay cha cho mình có làm pizza cho mình ăn sáng nha. Này pizza mì nha các bạn. Bạn có thấy hấp dẫn không các bạn? Giờ mình sẽ lấy ngay mình ăn nha. Thấy thèm không? Mình sẽ lấy này các bạn. Anh hơi lấy được không nữa? Anh hơi khó nha mày. Hôm nay cho mình rất chút sức à. Nè, cũng ăn đây. Cảm ơn hai. Đây là của em mình nha các bạn có thấy thèm không? Cũng tới của mình nha các bạn. Của mình thì miếng pizza. Rất là ngon. Pizza. Các bạn thấy ngon không? Ngon không bạn? Ngon. Mình có ăn thử nha các bạn. Ăn thử miếng thử thì. Trứng á. Mắm nè. Chết ngon lắm. Mì nữa. Mắm trộn nữa mà ngửi lại ngon nha các bạn. Cái trứng nữa. Ngon ha. Mình xích này các bạn. Ngon quá các bạn ơi. Mông. Ngon quá. Mình cắn miếng pizza với miếng thuốc súc ăn các bạn. Thuốc súc nó dài dài. Nó y ăn bột vậy. Ngon không nha các bạn. Mình đưa lấy tâm trạng nó béo. Dài giòn nữa. Ngày tự cho mình làm bạn cho mình làm nó ăn ngon lắm nhưng mà mình ăn cho mình làm đồ ăn nó ngon lắm nhất nhất nha bạn cho mình điểm cho mấy điểm à mười điểm luôn ăn ngon ngon mà các bạn không thèm luôn. Ừ, rất là ngon. Rồi này nó béo. Đúng cái đấy. Ngon quá các bạn. Nào miếng mình ăn được một miếng pizza này các bạn. Mình ăn miếng thứ hai các bạn. Giờ khó ấy gì các bạn. Ngon quá các bạn ơi. Bốn cái xúc xích luôn nhiều không ạ? Cái này có xúc cho đúng không? Bà mẹ một mất cái xúc của ba cái xúc. Lớp này giòn nè các bạn. Quá là giòn. Mì các bạn. Cái này là pizza mì nha các bạn, rất là ngon. Ngon các bạn. Quá trời ngon nha các bạn. Cái pizza này y gan bột vậy. Thấy ngon trong nè. Pizza này là pizza ăn ở siêu thị mình thẩm hẩm mình có ăn thử gì các bạn. Ngon cái nào. Chị ra cứu cho mình làm ngon hơn luôn nghe các bạn. Ngon hơn ở quán nha. Nó bưng rồi. Ngon quá. Trong có mì nha. Như có trứng nha các bạn. Trứng ở đằng sau. Trứng ở dưới trứng lớp này nha. Mì tới lớp này nha các bạn. Mình ăn trứng ở đằng sau. Bắt lên rồi.
Này, miếng que mình nữa như vậy. Thôi mình ăn miếng thứ hai nha. Miếng thứ ba hả? Mình ăn miếng thứ bốn. Đừng lấy, lấy mình cột. Lấy. Chiếc chiếc quầy lên hai. Nó dính miệng ra bộ râu vậy. Miếng thứ tư của mình của mình nha các bạn. Mình ăn miếng cuối cùng nha các bạn, mình quá trời no rồi nha các bạn. Ngon không ăn? Ngon. Có hai miếng nè. Sức cái miệng ái ra rồi. Cho ba mẹ mình ăn đi, hay mình ăn ngay còn như mình chừa cho ba mẹ ha. Có ba cái cho mẹ ăn. Rồi cha, giờ chừa cho cha mẹ nữa. Mẹ là cho mình mà đúng không? Ừ. Nếu các bạn thấy hay và cho một đôi đăng ký ủng hộ nhân cầu cho các bạn. Bye bye.